Hi, xin chào tất cả các bạn và các anh chị. Thì hôm nay đang in khoảng 1.000 cái bì thư cho khách hàng. Mình muốn sử dụng cái máy 830DN này để mình in thử trong 100 cái bì thư thế này. Thì nó in khoảng bao nhiêu phút? Thì các bạn biết là in bì thư đối với một số dịch vụ mà chúng ta mới mở ra, thì chúng ta có thể sử dụng những cái dòng máy in phun A4, A3 để chúng ta in. Và có thể là chúng ta sử dụng những cái dòng máy in laser để chúng ta in, thì những dòng máy laser nó có một cái ưu điểm, tức là nó sẽ in tốc độ nhanh hơn máy in phun và nó cho ra cái màu sắc có cái độ bóng khi mà trên cái sản phẩm in thì nó có một lớp độ bóng thì nó rất là đẹp. Tuy nhiên thì cái chi phí của nó thì nó giá thành nó phải cao so với máy in phun, thì chúng ta phải có sự đánh đổi thôi. Thứ nhất là tốc độ lâu, thứ hai nữa là chất lượng nó chỉ ở mức độ tập trung thì chúng ta không thể nào cho ra cái sản phẩm đẹp được. Đối với những máy in phun thì đối với 1.000 cái bì thư thì chúng ta in rất là lâu, tại vì nó in phun thì nó sẽ in lướt qua lướt lại ha, lướt qua lướt lại cái bì thư thế này thì nó rất là lâu, nên là lâu lắm rồi thì mình không có sử dụng dòng máy in phun những cái dòng máy in phun nữa. Mà mình từ ngày mình mua cái con 830DN này về thì mình hầu như là chỉ sử dụng mình in nó, còn máy in phun là khoảng gần 2 năm nay thì mình không có sử dụng nữa. Thì đối với con máy 830DN này thì nó in được khổ giấy lớn nhất là khổ giấy A3 và khổ nhỏ nhất thì nó nhỏ hơn cái khổ bì thư này, nó bì thư 12-18 nó in vẫn ok, rất là được. Thì cái độ dày của nó thì nó in bắt đầu từ định lượng 70-68, tức là 70 cái định lượng mà giấy chúng ta photo đó, và định lượng cao nhất của nó là định lượng giấy cốt xe định lượng 300 hoặc là giấy in ảnh dày 300 thì nó in cho định lượng giấy dày được. Và tốc độ của nó, mình theo một số cái thông số mà mình nghiên cứu thì hầu như nó là nằm khoảng 40 mấy tờ một phút đó. Mà tùy theo nha, đối với màu nhiều á, đối với giấy càng dày thì nó sẽ in tốc độ chậm hơn, tại vì nó sẽ chỉnh độ nhiệt độ sấy để cho nó sấy cho nó in trên giấy dày, còn giấy mỏng thì tốc độ in nó nhanh hơn. Và khi in bì thư á, thì mình thấy có một số cái ưu điểm nó rất là tốt khi mà sử dụng trên cái dòng máy laser 830DN này. Thứ nhất là nó cho ra cái bản in sắc nét đẹp, thứ hai tốc độ in cũng khá là nhanh và nó phù hợp với những cái tiệm vừa phải, giống như cái tiệm mình ở đây, tức là số lượng in nó không nhiều, thì có thể là sử dụng máy này được. Còn đối với mà một số cái tiệm dịch vụ lớn, photo mà dịch vụ lớn số lượng nhiều thì mình nghĩ cần có những cái dòng máy laser với tốc độ cao hơn thì nó sẽ đáp ứng hơn. Còn đối với một số những cái tiệm mà giống như mình đây hoặc là các bạn mới mở ra thì có thể cũng sử dụng cái dòng máy này, dòng máy 830DN này để phục vụ cho công việc của mình. Rất là nhanh, mình nghĩ là nó rất là nhanh. Và hôm nay mình muốn để xem thử 100 cái bì thư này thì nó in trong vòng bao nhiêu phút. Thì để nói về in bì thư thì khi mà bì thư thì nó có nhiều dạng kích thước khác nhau, tùy theo kích thước của khách hàng đặt mà chúng ta sẽ đi ra chúng ta mua. Thì ở đây nó có bì thư, nó có hai loại, một bì thư có keo và một bì thư không keo. Nên khi mà trong quá trình đi ra mua bì thư thì các anh chị nên là muốn cái loại mà có keo thì các anh chị phải nói với nơi bán thì nó có keo. Thì trong đây nó có một lớp keo khô này. Trong này nó có một lớp kiểu khô. Thì đối với cái bì thư này thì nó chỉ dày cái định lượng có 80 thôi. Còn nếu mà tất cả các anh chị muốn mà in trên cái bì thư mà 100 thì các anh chị phải đặt hàng cho người ta làm cái phôi sẵn. Thì cái phôi đó theo mình tìm hiểu thì các bạn phải đặt với số lượng 10.000 cái bì thư như vậy thì người ta mới gia công cho tất cả các bạn. Thì nếu mà tất cả các bạn có điều kiện thì các bạn có thể là đặt cứ mỗi loại vậy có thể đặt 10.000, ví dụ như những cái loại bì thư mà hay sử dụng nhất, tức là 14-20 nè, rồi 12-18, 12-22, rồi bì thư A5 thì đó là những cái loại mà khách hàng hay sử dụng nhất. Thì có thể là các bạn, nếu mà các bạn điều kiện tốt thì các bạn có thể là đặt những cái bì thư chất lượng hơn và chúng ta in. Còn đối với mình ở đây thì hay sử dụng những cái loại bì thư gấp sẵn rồi này, gọi là bì thư chợ. Tuy nhiên người ta cũng gấp sẵn, người ta cũng lên keo ha. Và cách lựa chọn bì thư của mình là khi mà chúng ta đi mua thì các bạn biết là trong bì thư mà trong lúc vận chuyển thì nó sẽ có những lúc nó sẽ bị cong, bị quẹo ha, hoặc bị gấp lên gấp xuống. Thì chúng ta nên nói khách hàng là chúng ta sử dụng cái máy chứ không có sử dụng kéo lụa, nên là
chọn cho mình những cái bìa thư mà nó thẳng như thế này ha, nó thẳng như thế này. Thứ nhất là mục đích để chúng ta in cho nó khỏi bị vướng, nó khỏi bị dắt máy ha. Thì sau khi lấy bìa thư về thì chúng ta bìa thư thì nó xếp chéo nhau, nó xếp chéo nhau thế nào này, tức là cái mép gấp nó xếp chéo nhau, thì chúng ta lấy ra chúng ta để cho một chiều cho nó nhất định và chúng ta sẽ để cho máy thế này. Và bây giờ mình sẽ để 100 cái bìa thư ở đây và mình sẽ qua máy mình làm lệnh in. Rồi bây giờ để in cái bìa thư thì đây là cái bìa thư cái kích thước là 12-22, thì mình sẽ in trên máy 830N. Bây giờ các bạn sẽ bấm Ctrl B ha. Thì đây mình sẽ chọn tới cái dòng máy là 830N, Rico SP830N thế này. Các bạn vào trong cái bánh răng này, các bạn sổ xuống. Thì các bạn đây các bạn chọn giấy ngang cho mình. Tại đây cái bìa thư các bạn đang thấy là cái bìa thư đang nằm giấy ngang, thì do đó mình sẽ chọn giấy ngang ha. Rồi cái sau đó các bạn sẽ vào trong cái input tray, thì chúng ta sẽ chọn cái tray pad và sau đó chúng ta sẽ chọn cái độ dày. Thì cái bìa thư á, nó nằm ở 80 thì nó nằm khoảng 160, thì mình hay chọn kích thước 2, tức là 170 đến 220 ha, mình chọn kích thước 2. Rồi sau đó các bạn vào trong cái detail setting này, các anh chị chọn vào xuống các anh chị chọn xuống cái dòng custom barber size. Thì ở đây ở trên đây á, cái chỗ là measurement unit á, thì các bạn sẽ chọn là mm ha, và khổ giấy là mm. Thì đối với size, đối với ở trên á, thì nó cho in từ kích thước là 90 đến 305 mm, và ở dưới á, cái độ dài á, thì có từ là 148 đến 1260 ha. Thì các bạn phía trên là cái độ chiều cao thì các bạn chọn là 120, thì chúng ta đang ở bình thường là tương đương với 12 và dưới là 220. Và sau đó chúng ta sẽ bấm OK và chúng ta bấm số lượng ha. Chúng ta bây giờ bấm số lượng thì chúng ta ở đây mình sẽ chọn là 100 này. Rồi chúng ta sẽ bấm OK. Thì số lượng các bạn nếu chọn ở phía trong cũng được, còn ở phía ngoài cũng được. Nếu ở phía ngoài thì bạn chọn đây, rồi sau đó chúng ta sẽ bấm OK. Rồi đối với cái bìa thư chúng ta đặt á, thì đối với tùy theo cái từng loại driver mà các bạn đặt nha. Có thể là các bạn khi các bạn cài driver á, thì có thể là đặt ở cái đầu giấy nè, cái đầu giấy là mình đang quy định ở cái mép nha, cái nắp giấy nè, thì có thể là quay vào trong, hoặc là có driver thì nó sẽ cho quay ra ngoài. Tùy theo máy các bạn, ở driver quay ra ngoài hay quay ra trong thì các bạn đặt cho nó phù hợp ha. Còn máy của mình đây thì nó sẽ quay vào phía trong như thế này. Và khi đặt á, thì các bạn sẽ chú ý là đặt cái nắp của bìa thư á, là chúng ta đập lên trên, và cái phần in là chúng ta nằm ở dưới. Do đó là cái máy 830N thì nó cái mặt in nó sẽ đặt nằm ở phía dưới ha. À, chúng ta sẽ đặt như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái bấm giờ lên để mình coi thử là trong 1 phút của nó sẽ chạy được bao nhiêu. Đây đây mình. Đây. Khi bắt đầu máy chạy là mình sẽ bấm giờ ha. Mình sẽ coi nè. Mình sẽ bỏ vào. Như vậy thì ở trên 100 cái đã bỏ và hết vào trong cái máy rồi. Chỉ còn máy tờ cuối thôi. Hiện tại bây giờ là 13 phút 7 giây. Thì khi nào mà chạy hết ha, lấy giấy cuốn hết thì mình sẽ tắt bị dừng. Thì mình sẽ coi thử nó nằm trong bao nhiêu giây. Thì mình nghĩ nó nằm tầm khoảng 15 phút cho 100 cái bìa thư, thì nghĩ nó nằm trong khoảng đó. Đây bạn thấy à, giờ 13 phút 33 giây. OK, giờ này máy giờ đã báo hết rồi. 14 phút à, đây các bạn thấy 14 phút cho 100 cái bìa thư. Rồi bây giờ mình sẽ coi là cái chất lượng của bìa thư ha. Trong cái bìa thư như thế này, thì cái bìa thư này á, là nó bao gồm 3 màu. Màu xanh nè, màu cam và màu đỏ. Bìa thư là 3 màu này nha các bạn ha. Thì các bạn thấy là đây bìa thư á, tức là khi mà nó là in phủ lớp, tức là nó in màu laser, tức là mực bột, nó sẽ phủ lớp lên.
thì nó qua cái lu lu sấy nó sẽ sấy chín mực và nó sẽ tạo nên cho các bạn thấy một cái lớp bóng. Khi mà các bạn nghiêng cái độ bóng này, các bạn có thể là lắc cái bị thư như thế này thì các bạn sẽ thấy có một cái độ bóng. Và hình thức in của nó là in cha màu, nên là các bạn hiểu từ cha màu như thế nào thì các bạn tìm hiểu qua kỹ thuật kéo lụa. Mà kéo lụa cha màu thì các bạn sẽ thấy, tức là nó sẽ tách màu ra. Ví dụ như trong hệ màu in ấn là có bốn màu CMYK, thì nó sẽ tách ra những cái phần nào là màu đen, nó in phần màu đen riêng biệt, giống như in offset cũng vậy. In offset thì nó tách ra cái hệ trống, cái hệ bản kẽm của nó là hệ bốn màu, tức là một cái bản kẽm như vậy là một màu. Ví dụ như CMYK tức là đen xanh đỏ, xanh đen xanh đỏ vàng, thì nó sẽ tách ra như vậy. Thì cái màu nào màu vàng thì nó sẽ tương đối là màu, nó sẽ tách ra. Còn những cái màu nào mà nó sẽ phối hợp, ví dụ như là nó sẽ trồng màu, tức là nó sẽ trồng ví dụ như từ màu màu đỏ, màu vàng, màu xanh gì đó, thì nó cho ra một cái màu nào nữa đó. Thì ví dụ như vậy thì các bạn sẽ hiểu như thế này là kỹ thuật của nó giống như là trồng màu, tức là nó sẽ bốn trống nó sẽ nhận diện ra bốn màu CMYK. Thì đối với in bì thư thì mình nghĩ các bạn nên có một số chú ý, như là chọn cái bì thư này. Cái thứ hai là khi mà chúng ta lấy cái bì thư ra, trong cái bì ra thì nhiều lúc đôi khi máy nó vô keo nó thể là nó dính hai cái bì thư cùng lúc, thì chúng ta coi thử là cái bì thư nó dính nhau hay không ha. Đó. Rồi có một vài bạn hỏi mình là cái máy 830DN này có in trên được cái đề can đế vàng hay không. Máy 830 này nó in tốt trên đề can đế vàng, đề can đế xanh và đề can ảnh. Còn những một số cái đề can khác, ví dụ như đề can tem bể gì đó, thì mình hồi đó giờ mình chưa thử và mình nghĩ chắc nó sẽ in không có được. Tại đối với những cái dòng đó thì mình nghĩ là nó sẽ có những cái máy nó in chuyên dụng, tại nó là thuộc dạng là tem bảo hành rồi đó, tem bể rồi thì bảo hành, thì nó sẽ có những cái máy in chuyên dụng. Thì mình nghĩ là nó đối với ba cái loại đề can đó thì nó in tốt, thì chúng ta có thể phục vụ ở đối với những cái tiệm mà chúng ta chỉ có vừa phải thôi, thì chúng ta chỉ sử dụng những cái đề can đó thôi. Còn đối với một số bạn hỏi mình là cái độ dày thì hồi nãy mình đã nói rồi, ngay từ lúc đầu, tức là cái máy 830 này in trên cái độ dày định lượng 300 và cái cổ cao nhất của nó là in A3, thì do đó cho chúng ta có rất là nhiều lựa chọn để chúng ta in cho khách hàng, ví dụ như thư mời A3 hoặc là một số cái gì đó. Còn bì thư nó in lớn nhất, in cái cổ lớn nhất là cổ bì thư A4. Thì đối với về kích thước, phần điều chỉnh kích thước in thì nãy ở đầu video mình đã điều chỉnh rồi, thì các bạn có thể là dựa vào đó các bạn điều chỉnh cho nó phù hợp hơn. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích video hoặc là yêu thích kênh Mado Official thì các bạn hãy like và share video và nhớ đăng ký kênh Mado Official. Thì các bạn nhấn vào nút đăng ký, thì cái nút đăng ký này hoàn toàn miễn phí, không giúp cho cái kênh Mado Official này ra một kinh phí lợi nhuận nào hết. Trừ trường hợp các bạn xem trên kênh Mado Official thì các bạn ủng hộ quảng cáo thì cái kênh Mado Official là mới có tiền thôi. Còn nếu mà các bạn cảm thấy mà những kiến thức của mình chia sẻ thật sự thú vị và các bạn muốn lưu lại, muốn nhận thông báo khi mình đăng những cái video mới lên, thì các bạn nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mình có những video chia sẻ những cái kiến thức của mình trong lĩnh vực photo in ấn mà mình biết được, mình đã trải nghiệm được, thì mình các bạn có thể là nhận được thông báo và theo dõi sớm nhất video của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn làm ăn ngày càng đắt khách và thật nhiều sức khỏe. Bye bye.